Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, thần tài ban lộc, tiền bạc ùa về, làm ăn đắc thắng, trăm tỷ cầm tay, giàu có tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, sự thật tuyệt vời giúp tuổi Quý Mão sinh năm 1963 biết được thiên cơ, tránh họa đắc phúc, gặp thời chuyển vận. Đúng trong 6 tháng cuối năm 2024, quan lộ hanh thông, tiền về tới tấp, đổi đời giàu có hết phần thiên hạ. Quý bản mệnh thân mến, theo quan điểm của người xưa cho rằng, tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên, nghĩa là sống hay chết đều có số mệnh. Giàu sang phú quý đều ở trời, sinh tử phú quý nghèo hèn của một người, phần lớn là do trong mệnh của họ được thiên thượng ban tặng. Những sự thăng trầm của vận mệnh, những lo toan bộn bề của cuộc sống, nhiều lúc khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, đời người 10 phần thì 8-9 phần không như ý. Không ai là thuận buồm xuôi gió, suôn sẻ cả đời. Ai cũng sẽ gặp phải mưa gió trong hành trình cuộc đời, khiến đời thêm nhiều phần u ám, thiếu phần ánh sáng. Nhìn dòng sông dài của lịch sử, chúng ta chỉ như một giọt nước trong biển cả mênh mông, đời người có biết bao tiếc nuối và không như ý. Tất cả đều một số phận âm thầm đưa đẩy sau lưng. Nếu vận mệnh có vai trò quan trọng như vậy trong kiếp người, vậy chúng ta nên làm thế nào để biết được số mệnh của mình? Trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hữu duyên khi được chia sẻ tới quý cô bác anh chị chi tiết về các phương diện sự nghiệp, công danh, tài lộc, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của cô bác anh chị tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch, giúp cô bác anh chị tuổi Quý Mão đón được cơ may tài lộc về nhà, đổi vận giàu sang. Và ngay sau đây là luận giải tử vi chi tiết, xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Hé lộ thiên cơ, tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, cần đặc biệt lưu ý 4 điều đại kỵ trong 6 tháng cuối năm 2024 để quan lộ hanh thông, tiền về tới tấp, đổi đời giàu có hết phần thiên hạ. Đặc trưng phân biệt về người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Yếu tố thuộc nhóm kim loại, hướng tốt, hướng đông, màu, thổ, cực âm, đá quý ngọc trai, số may mắn, số 4, số thứ tự, thứ tư, mùa, mùa xuân, tháng, tháng 3, đồng minh, người tuổi Mùi, người tuổi Hợi, kẻ thù, người tuổi Dậu. Ứng với tử vi phương Tây, cung song ngư, người tuổi Mão hay còn gọi tuổi mèo, là dấu hiệu thứ tư trong tử vi chiêm tinh học phương Đông. Mèo là một dấu hiệu của sự trường thọ và được coi là sự may mắn tự nhiên. Địa chi Mão thuộc âm mộc, phát triển ổn định bền vững, tính nhẫn nại, tốt bụng điềm đạm. Âm mộc nên Mão sống nội tâm, tình cảm, lạc quan, người có năng lực truyền cảm hứng, tạo niềm vui, tiếng cười cho những người xung quanh. Mang đặc tính của loài mèo, người tuổi Mão thiếu thời không quá chật vật, hay gặp những biến cố lớn, Mão hành động từ tốn, tinh lanh, có tài trí trực giác, mắt quan sát vượt trội, đặc biệt là con giáp biết thưởng thức cái đẹp, biết giữ phú quý, âm mộc, nên năng lực thấu hiểu tốt, dễ đồng cảm. Mão trong tam hợp, Hợi Mão Mùi, thuộc mộc, Mão nằm trong chính vị, dù có chậm, nhưng từ từ phát triển, từ từ bén rễ, sức sống mãnh liệt, Mão trong một số quan niệm là linh vật có chín mạng, thêm tính tinh khôn mau lẹ, không dễ để mình bị bắt nạt, vừa kiên nhẫn, vừa bền bỉ lại tinh anh. Tuổi Mão thuộc mộc cục, người tí toán căn cơ khá giỏi, thái độ nỗ lực, cố gắng, tự trau dồi không ngừng học hỏi. Người tuổi Mão tận dụng cơ hội hanh thông thuận lợi nhiều cho từng thời gian ngắn, có phong thái tác phong ung dung, như người sĩ phu, cùng với đó là tư chất của những vĩ nhân hiểu biết nhiều mặt. Rất nhiều người yêu tuổi Quý Mão bởi sự cởi mở tốt tính của họ. Tuổi Mão giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân, họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn, dù trong bất kỳ tình huống hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp.
Tuổi Quý Mão thích cuộc sống tự do yên bình với những người xung quanh, họ điềm đạm và dường như không giờ nổi nóng, họ khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với người tuổi Mão là nghệ thuật, những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Những người tuổi Mão thích hưởng thụ, không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm, họ luôn mong muốn mình và những người xung quanh được sống trong hòa bình hạnh phúc, không chiến tranh, mâu thuẫn, đôi lúc họ trở nên khá bảo thủ, không nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai khác, họ có khả năng giao tiếp tốt gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Tuổi Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn, bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi những người đó là kẻ thù. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác, nhưng đôi lúc tuổi Mão vô tình tự làm buồn chính mình. Đối với họ, không gì quan trọng bằng gia đình, vì vậy, tuổi Mão dành cả đời để xây dựng một mái ấm hạnh phúc yêu thương. Những lúc mệt mỏi, áp lực, gia đình là nguồn động lực, giúp họ lấy lại thăng bằng và tiếp thêm sức mạnh để tiến lên phía trước. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963, thuộc mệnh kim trong ngũ hành, là những người sống rất ngay thẳng, thật thà tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Bởi vậy, trong cuộc sống họ gặp được nhiều may mắn thuận lợi, dù có lâm vào hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Tuổi Quý Mão mệnh kim là những người giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, họ thể hiện tình cảm của mình một cách âm thầm lặng lẽ. Trong công việc, tuổi Quý Mão luôn cố gắng phấn đấu và tập trung cao độ vào mục tiêu kế hoạch của mình. Họ có khả năng xử lý trong những tình huống đòi hỏi sự nhanh nhẹn chính xác, chính nhờ vậy mà họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc đời mình. Xem tử vi năm 2024, tuổi Quý Mão theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Quý gặp Giáp bình hòa, bị thời cuộc tác động, cuộc sống bình ổn trôi qua. Xét về địa chi, Mão gặp Thìn Lâm hại Thái Tuế, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn thách thức, kiếm tiền cũng khó khăn hơn trước, lại có điểm thị phi tiểu nhân đấu đá, mưu sự lớn nhỏ gì đều phải hết sức thận trọng. Xét về ngũ hành, bản mệnh bị lưu niên khắc chế, sức khỏe giảm sút rõ rệt, gia đạo bất hòa, con cái và cha mẹ xảy ra nhiều mâu thuẫn, công việc làm ăn gặp trục trặc hoặc không được bội thu như trước. Tiểu kết, xét về thiên can địa chi, tuổi Quý Mão sinh năm 1963 dễ gặp khó trong công việc làm ăn, tiền bạc cũng khó kiếm hơn trước, chi tiêu chú trọng tiết kiệm, gia đạo nảy sinh nhiều xung đột, sức khỏe giảm sút nên ưu tiên nghỉ ngơi hơn là tham công tiếc việc. Có thể thấy rằng, trong năm 2024, công việc làm ăn của bản mệnh Quý Mão sẽ gặp khó khăn trục trặc, có điểm tiểu nhân quấy phá hoặc thưa kiện, nhưng bên cạnh đó cũng có điểm quý nhân tương trợ, lúc khó có người giải nguy, nhìn chung, đương số vẫn ở thế chủ động. Xử lý mọi vấn đề đâu ra đó, dẫu vất vả hơn, trong năm có lộc về đất cát, có thể thử sức ở lĩnh vực này, tiền bạc khó kiếm hơn trước, chi phí lại càng tăng. Do đó nên ưu tiên tiết kiệm, có thể nhờ con cháu hỗ trợ, sức khỏe giảm sút, ưu tiên nghỉ ngơi, tránh tham công tiếc việc kẻo ngã quỵ lúc nào không hay. Tuy nhiên, chỉ ốm vặt vậy thôi, chứ bệnh nặng hầu như không mắc, nhưng cần đề phòng tai nạn bất ngờ, gia đình hai bên nội ngoại có tin buồn. Cần lưu ý, năm nay tuổi Quý Mão có thể xảy ra mâu thuẫn với những người thân khác trong gia đình vì những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí có thể trực tiếp gây gổ. Làm lớn chuyện, ảnh hưởng tiêu cực tới hòa khí, quý bạn phải chú ý kiềm chế tính khí nóng nảy của mình thì gia đình mới hòa. Nói chung, vào 6 tháng cuối năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Quý Mão có thể tốt hơn 6 tháng đầu. Về phương diện sự nghiệp và tài vận của họ có thể tích lũy được tài năng, biểu hiện ra ngoài tức là có cương vị công tác cực đẹp, trong đó đỉnh cao là tháng 6, tháng 9 âm lịch. Người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 vì có sao Thiên Ất Quý Nhân và sao Văn Xương chiếu mệnh nên vào tháng 6 cuối năm này tín chủ giành được đại lợi về sự nghiệp, có tài vận hanh thông. Vào thời gian này người tuổi Quý Mão phần nhiều nhìn thấy ưu điểm ở người khác, mối nhân duyên cũng có bước đột phá. Tuy nhiên, người tuổi Quý Mão nên chú ý vào những điểm sau đây, chú ý giữ gìn sức khỏe và khi tham gia giao thông, không rượu bia khi lái xe. Không nên chạy xe quá nhanh, sức khỏe của những người trong gia đình sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của người tuổi Quý Mão, nhưng không ảnh hưởng đến đại vận của họ. Cho nên người tuổi Quý Mão cần biết khống chế tình cảm, không nên cố chấp, không nên đa tình, nên đặt an toàn lên hàng đầu, thì tất cả sẽ khả quan. Năm Thìn là năm biểu hiện, cũng là năm tích trữ của người tuổi Quý Mão, vì thế bản mệnh cần thả lỏng tinh thần, tập trung toàn lực tiến công, biểu hiện hết sức bản thân trong công việc. Chăm chỉ là sách lược quan trọng của người tuổi Quý Mão trong năm 2024 Giáp Thìn này. Nhìn chung, 6 tháng cuối năm 2024 được định sẵn là thời điểm vượng tài vượng lộc, vận trình nở hoa của tuổi Quý Mão.
Nếu con giáp này nắm bắt được vận trình của mình trong 6 tháng này thì chắc chắn sẽ đổi vận nhanh chóng, giàu có khó ai sánh bằng trong năm 2024 này. Tổng quan tử vi 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tử vi tuổi Quý Mão trong 6 tháng cuối năm 2024 được đoán sẽ là thời kỳ vô cùng tuyệt vời, nhiều tiến bộ và không có trở ngại trong cuộc sống của tín chủ. Người tuổi Quý Mão có khả năng sẽ được thăng chức, tăng lương, người làm kinh doanh sẽ phát đạt trong các dự án kinh doanh. Các khoản đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận tốt và các khoản vay đang chờ xử lý sẽ được hoàn trả. Tình yêu sẽ rất tuyệt vời, lãng mạn và không khí gia đình vui vẻ. Nhìn chung, nửa cuối năm Giáp Thìn sẽ là một thời kỳ tươi đẹp của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Thầy Tử Vi có tiết lộ rằng, 6 tháng cuối năm 2024, chúc mừng cô bác anh chị đạt được nhiều thành tựu đáng ăn mừng. Tuy nhiên, các bác cũng cần chú ý đến sức khỏe. Vào thời điểm đầu năm, các bác nên ăn uống điều độ, có kiểm soát, không sử dụng rượu bia hay chất kích thích. Trong mọi dự án làm ăn kinh doanh với mọi người cần trung thực thì mọi thứ sẽ thuận lợi. Đặc biệt vận niên năm 2024 của người tuổi Quý Mão sẽ là Ngưu hồi sơn, hay còn nói là trâu về núi non. Vận niên này báo hiệu một năm có nhiều tài lộc dồi dào tự nhiên, không phải làm việc vất vả. Gặp vận niên này tuổi Quý Mão nên phát huy những ý tưởng trong kinh doanh, làm ăn sẽ dễ dàng gặt hái thành công, thu về nhiều tài lộc. Dự báo tử vi năm 2024 cho thấy, người tuổi Quý Mão sẽ có tình yêu tuyệt vời trong cuộc sống vào nửa cuối năm nay. Bản mệnh được bao quanh bởi những người yêu thương và chăm sóc mình. Hãy luôn thành thật với những người thân yêu tin tưởng mình. Nếu có điều gì xảy ra không như mong muốn, các bác cũng nên tôn trọng quyết định riêng của mỗi người, các bác nhé. Về công danh sự nghiệp, 6 tháng cuối năm 2024, các ngôi sao soi chiếu theo hướng có lợi, đem đến cho sự nghiệp của tín chủ nhiều động lực đi lên. Sự chuyên nghiệp trong công việc giúp Quý Mão gia tăng được nhiều kết nối trong cuộc sống. Các bác sẽ gặp gỡ được những quý nhân muốn đầu tư vào doanh nghiệp và dự án của các bác. Ngoài ra, mệnh chủ có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia từ những quốc gia khác, cho phép các bác học hỏi những kỹ năng mới, tiếp thu chúng để tiến lên trong cuộc sống. Dự đoán sự nghiệp 6 tháng cuối năm 2024 cho tuổi Quý Mão khuyến khích mệnh chủ nên bám sát công việc mình đang làm bây giờ. Đây sẽ không phải là năm tốt nhất để tín chủ nghĩ đến việc thay đổi nghề nghiệp. Các bác nên tìm cách tạo ra lợi nhuận tốt hơn cho mình và yêu những gì mình đang làm. Bằng cách này, mệnh chủ sẽ không mất quá nhiều thời gian và sự tập trung cho những việc không như ý. Thay vào đó, các bác sẽ thực sự chú tâm vào những gì các bác cần cải thiện để sự nghiệp hiện tại trở nên có lợi cho các bác nhất có thể. Nửa cuối năm nay, Quý Mão cũng sẽ phải chú ý đến sự nghiệp của bạn đời và con cái, giúp họ tiến lên trong sự nghiệp của họ theo cách tốt nhất. Hãy động viên và truyền cảm hứng cho họ, luôn đảm bảo với họ về sự có mặt của các bác mỗi khi họ cần sự hướng dẫn, hỗ trợ và trấn an từ các bác. Để gặp nhiều may mắn trong cuộc sống vào 6 tháng cuối năm 2024, người tuổi Quý Mão có thể xem ngày xuất hành và lựa chọn hướng Nam, Đông Nam và Đông sẽ rất thuận lợi. Ngoài ra, bản mệnh có thể tham khảo về các màu sắc phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh cho tuổi Mão. Năm này sẽ là các màu vàng, xanh lam và hồng. Con số may mắn cho người tuổi Quý Mão năm Giáp Thìn 2024 là số 4 và số 9. Ngoài ra, trong nửa cuối năm nay, người tuổi Quý Mão không nên lo lắng quá nhiều về công việc, vì mọi thứ sẽ dễ dàng đạt được khi rơi chúng vào thời điểm. Hãy luôn giúp đỡ bản thân và chắc chắn các bác sẽ nhận được sự hỗ trợ từ người khác. Dự báo tài chính 6 tháng cuối năm 2024 tuổi Quý Mão cho thấy rằng các khoản đầu tư của các bác sẽ mang lại lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, hãy đảm bảo giữ gìn tài sản mà mình đã đạt được nhờ sự làm việc chăm chỉ này, tránh xa các hoạt động đầu tư mang tính mạo hiểm, đem lại rủi ro cao. Vào khoảng nửa cuối năm, tín chủ có thể nhận được tiền thưởng cho sự nỗ lực trong công việc, tài chính của các bác sẽ được cải thiện không ngừng. Suốt cả 6 tháng cuối năm, sẽ khôn ngoan hơn nếu người tuổi Quý Mão quản lý chi tiêu của mình tốt hơn. Bằng cách trích ra một khoản phục vụ nhu cầu thiết yếu của mình, phần còn lại thì tiết kiệm, đầu tư để sinh lời theo ý muốn của các bác. Về sức khỏe của tuổi Quý Mão trong nửa cuối năm Giáp Thìn, bị ảnh hưởng do thái tuế xung khắc, tuổi này sinh ra ủ rũ, tâm lý không ổn định hay nóng nảy, nếu không được điều tiết và điều chỉnh hợp lý, có thể dẫn đến các bệnh về tim mạch. Đồng thời, do ảnh hưởng của hung tinh Thiên Khốc, các bác nên đặc biệt lưu ý khi di chuyển, cố gắng không đi xa, cần đặc biệt quan tâm đến sự an toàn của bản thân. Tử vi sức khỏe tuổi Quý Mão 6 tháng cuối năm 2024 lưu ý rằng, các bác không nên quá sức trong các hoạt động thể dục thể thao để giữ sức khỏe tay chân.
Hãy tập luyện thể dục thể thao chăm chỉ để tránh bệnh béo phì, thường xuyên kiểm tra sức khỏe để có sự điều chỉnh kịp thời và theo đuổi một lối sống lành mạnh. Về chuyện tình cảm, gia đạo. Đời sống tình cảm mang lại những điều tươi mới với sự gia tăng đam mê hấp dẫn của các bác với nửa kia và ngược lại. Nếu cố gắng sống nhiều hơn cho hiện tại và đừng bận tâm quá nhiều đến tương lai, tín chủ sẽ vượt qua những chướng ngại vật không mong muốn. Quý thứ ba, thứ tư của năm, các ngôi sao dành sự ưu ái cho Quý Mão, giúp sức thu hút và sức thuyết phục của bản mệnh được nâng cao. Đây chính là giai đoạn tốt để tìm kiếm tình yêu. Quý thứ ba trong năm, các bác hãy mơ về những thay đổi sự mới lạ, trong khi nửa kia dường như không sẵn sàng cho những cảm xúc của các bác. Điều này có thể mang tới sự lệch pha giữa hai người, thậm chí một cuộc gặp gỡ quyết định sẽ đến với bản mệnh không báo trước, có thể thay đổi quan niệm của các bác về tình yêu. Trong quý thứ tư, Quý Mão mong đợi nhiều hơn từ người bạn đời của mình. Điều này có thể gây ra một số vấn đề trong đời sống tình cảm. Hãy cố gắng thực tế hơn và đừng đòi hỏi quá nhiều ở nửa kia, ngược lại hãy sẵn sàng khám phá và hiểu hơn về họ. Với người độc thân, đây là những tháng tín chủ mong muốn có được những cuộc gặp gỡ ý nghĩa, tuy nhiên, đừng phóng nhanh vượt ẩu để sai lầm. Quý vị thân mến, 6 tháng cuối năm 2024 hứa hẹn sẽ là 6 tháng tuyệt vời dành cho con người tuổi Quý Mão trong phương diện cuộc sống. Dự báo tử vi tuổi Quý Mão năm 2024 khuyến khích bản mệnh nên kiên nhẫn với bản thân mình để sự thanh thản, cân bằng và ổn định đến với cuộc sống của mình. Làm việc siêng năng để đạt được mục tiêu và giữ tâm trí mình luôn tràn ngập những suy nghĩ tích cực, làm việc rất cần thiết để bản thân đạt được thành công. Hãy nhớ rằng, cuộc sống của các bác càng tích cực, các bác đóng tốt vai trò của mình bao nhiêu thì lại càng nhận được sự hướng dẫn và trợ giúp từ quý nhân nhiều bấy nhiêu. Ngay cả trong thời điểm cuộc sống đang thử thách các bác, chính những người thân yêu, bạn bè sẽ tiếp thêm cho các bác nguồn động lực và tình cảm. Các bác đang cần một cách mạnh mẽ để giúp các bác Quý Mão có thể tiếp tục nỗ lực thành công trong cuộc sống. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Quý Mão trong 6 tháng cuối năm 2024. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch mang đến cho người tuổi Quý Mão tin vui về tài chính. Đa phần các kế hoạch hợp tác làm ăn đều diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Tuy nhiên, một lưu ý nhỏ dành cho bản mệnh là hãy để tâm đến các vấn đề liên quan đến sổ sách, giấy tờ. Bước sang tháng tam hợp thái tuế, người tuổi Quý Mão có thể tự tin phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, cũng như sự liều lĩnh để thúc đẩy tài lộc về túi của mình càng sớm càng tốt. Cơ hội tốt không nhiều, vận khí chỉ có thể trợ lực cho mệnh chủ khoảng 30%, còn lại 70% là dựa vào chính sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ của các bác. Tử vi tháng 6 năm 2024, tuổi Quý Mão theo lịch âm cho thấy đã đến lúc tín chủ cần phải nghĩ táo bạo, làm sáng tạo để khẳng định năng lực bản thân và có được thành công lớn của đời mình rồi. Thời điểm trong tháng có thể các bác sẽ triển khai dự định lớn nào đó như mua nhà, mua xe, cho con đi du học, mọi thứ được tính toán sẵn từ trước nên tình hình tài chính thu chi vẫn đảm bảo. Về công danh sự nghiệp, tuổi Quý Mão đứng trước ngưỡng cửa mở ra rất nhiều cơ hội mới, điều này đòi hỏi bản mệnh phải có sự nhạy bén mới có thể nắm bắt được cơ hội của mình. Đây là thời điểm để các bác đưa ra quyết định quan trọng nào đó để thay đổi cục diện sự nghiệp. Hãy tự tin với lựa chọn của chính mình, không sớm thì muộn, thành công sẽ đến với mệnh chủ theo đúng cách mà mệnh chủ khao khát có được. Khi tiến hành công việc khó tránh khỏi khó khăn trở lực, tuy nhiên, nhờ quý nhân tam hợp nâng đỡ, việc khó được chia sẻ, khúc mắc được giải tỏa. Càng về cuối tháng mọi sự càng chuyển biến tích cực. Có điều, tuổi Quý Mão lưu ý giữ vững tinh thần, thắng không kiêu, làm việc luôn khiêm tốn và bình tĩnh để hạn chế sai sót dù là nhỏ nhất. Nóng vội rất dễ hỏng việc, nhất là khi việc ấy áp lực và gấp gáp. Trong mọi tình huống nếu biết tiết chế cảm xúc, không để cảm tính lấn át lý trí, bản mệnh sẽ thu về thành quả xứng đáng. Trong tháng này, một số bản mệnh sẽ gặp phải vài rắc rối liên quan đến tình cảm. Hai bên cần học cách thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau thì mới có thể hạn chế và hòa giải những mâu thuẫn xung đột. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 7 âm lịch. Theo tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Quý Mão âm lịch, con giáp này bước vào tháng cô hồn với vận trình hung cắt đan sen. Làm gì cũng nên cẩn thận để tránh hậu họa về sau, cần tắc vô áy náy, cứ nỗ lực kiên trì vận khí sẽ tốt dần lên. Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh gặp không ít trắc trở khi vấp phải sự cạnh tranh khắc nghiệt chốn công sở. Một số khúc mắc có thể xảy ra giữa mệnh chủ và đồng nghiệp, thậm chí nghiêm trọng còn có thể khiến cấp trên không hài lòng với cách xử sự của mệnh chủ.
May mắn là trong tháng có nguyệt lệnh lâm đế vượng, điều này có nghĩa là ban đầu có khó khăn, nhưng về sau sẽ thuận lợi hơn. Con giáp này có thể sẽ được quý nhân yêu quý, bởi tính chính trực và có trách nhiệm, nên sẽ được giúp đỡ để vượt qua sóng gió. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên, khi đó công việc dù áp lực và vất vả, nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng, khả quan như tuổi Quý Mão mong muốn. Tuy nhiên, tháng này không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc của những chú mèo không khả quan cho lắm. Điềm báo tử vi cho thấy có dấu hiệu phá tài do bị lừa gạt tiền của. Thêm nữa, việc kinh doanh buôn bán của bạn chưa có dấu hiệu khởi sắc, nên thay đổi phương thức làm việc để tạo hiệu quả cao hơn. Lúc này tuổi Quý Mão cần cố gắng nhiều hơn nữa, đừng trông chờ vào những trò may rủi, nhất là trong tháng cô hồn. Phương diện tình cảm của tuổi Quý Mão cũng gặp không ít trục trặc, vợ chồng xảy ra khắc khẩu, mâu thuẫn trong vấn đề nuôi dạy con cháu, tiền bạc. Có lẽ vì hung tinh thiên hình khiến tâm tính bản mệnh nóng nảy, không đặt mình vào vị trí của đối phương. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 tháng 8 âm lịch. Tử vi tuổi Quý Mão trong tháng 8 âm lịch năm 2024 dự đoán sẽ có nhiều chuyển biến bất ngờ ngoài dự tính. Bên trong đó tiềm tàng những cơ hội phát triển mà Quý Mão nên nắm lấy. Ngoài ra, thời vận tháng này của tuổi Quý Mão được dự đoán khá tốt vì có khả năng sẽ gặp được quý nhân. Tuy nhiên, cũng đừng quá trông đợi phụ thuộc vào người khác, mà nên tự lực phát triển thì mới đạt được thành quả bền vững. Thiên tài ghé thăm dự báo Quý Mão sẽ có nhiều cơ hội tới với mình, nhưng đừng vì thế mà vồ vập, việc gì cũng cần thời gian suy tính và nghiên cứu kỹ càng. Đường quan lộc đang rộng mở trước mắt đấy cô bác anh chị nhé, vì thế đừng vì bất cứ lý do gì gây cản trở bước tiến của mình trong thời gian này. Có rất nhiều bí ẩn đang đợi con giáp tuổi Quý Mão khám phá trong tháng 8 này, nhưng đừng chỉ chờ ở vận may, mà nên dựa vào chính mình. Trong một số đó là tiềm lực của chính bản mệnh, khi phải đương đầu với những thử thách hoàn toàn mới, cơ hội tăng cường kiến thức có thể đến vào giữa tháng. Nếu bản mệnh quá chủ quan thì việc không nắm rõ được những điều đang diễn ra xung quanh mình, đó là lý do các bác cảm thấy mình đã bỏ qua một mảnh ghép vô cùng quan trọng về bức tranh toàn cảnh trong tương lai. Tuy nhiên, đừng lo lắng gì nhiều, sau đó thì tín chủ sẽ lấy lại sự cân bằng sớm thôi. Tài vận tháng 8 năm 2024 âm lịch của tuổi Quý Mão cũng có xu hướng tăng nhanh. Người kinh doanh buôn bán có một tháng bận rộn với nhiều đơn hàng, ký kết được nhiều hợp đồng lớn nhỏ, bỏ túi không ít lợi nhuận. Người buôn bán nhỏ lẻ, làm ăn tự do cũng có cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn thu về lợi nhuận bất ngờ. Có điều, nguyệt lệnh lâm đất thai vận khí còn yếu ớt, làm gì cũng cần tiến hành từng bước, bước chậm nhưng chắc, còn hơn nhanh mà bất ổn. Đa số tuổi Quý Mão giỏi kiếm tiền, nhưng kỹ năng quản lý tiền bạc tài chính lại không tốt, vì thế rất khó tích lũy cho tương lai, bản mệnh nên chú ý vấn đề này nhé. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 9 âm lịch. Tình hình công việc của tuổi Quý Mão sẽ trở nên vô cùng khả quan vào tháng 9 âm lịch, tuy có dấu hiệu thăng tiến, nhưng đồng nghĩa với việc bản mệnh sẽ có nhiều thử thách hơn. Hãy luôn bình tĩnh và cố gắng thể hiện thật tốt, bởi đây là cơ hội giúp các bác hoàn thiện bản thân mình. Đây là tháng bản mệnh may mắn gặp được cục diện lục hợp thái tuế, lại có thêm cả sao tử vi chiếu mệnh, công việc vô cùng trôi chảy, tháo gỡ được hầu hết các vấn đề khó khăn, khiến bạn đau đầu trước đó. Đặc biệt, quý nhân vận tăng lên nhanh chóng, đem đến cho Quý Mão nhiều sự trợ giúp đắc lực ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Có người được quý nhân giúp về sức lực, được chỉ bảo đường đi nước bước phù hợp, hoặc có người lại được giúp đỡ về tài chính, vật chất, có sự đồng hành của quý nhân, giúp các bác thêm phần tự tin và kiên định hơn với những lựa chọn của bản thân. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt, bản mệnh cũng chủ động xông xáo nhận việc, nên được cấp trên đánh giá cao, lại thêm nguyệt lệnh lâm thai ở Mão ủng hộ, mang tới những sự chuyển hóa tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ ngày càng hanh thông. Do đó, tháng này rất thích hợp để mưu đại sự. Nếu đang có sẵn kế hoạch ấp ủ, bạn có thể lựa chọn thời điểm này để triển khai, tỷ lệ thành công khá cao. Các mối quan hệ xã giao rất hài hòa và tốt đẹp, môi trường làm việc lành mạnh cũng giúp Quý Mão có thể thoải mái phát huy bản thân, tự tìm thêm cơ hội phát triển. Dù đang có lợi thế hơn người, nhưng tín chủ cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, kẻo phá hỏng những mối giao tình sẵn có. Những người có thái độ biết người biết ta, khiêm tốn tôn trọng người khác, bao giờ cũng sẽ được đón nhận nồng nhiệt hơn. Nhìn chung, ngay từ đầu tháng mệnh chủ sẽ thấy công việc tiến triển thuận buồm xuôi gió, tới giữa tháng lại càng thấy rõ dấu hiệu thành công bước đầu. Dù khối lượng công việc trong tháng không phải ít, nhưng nhờ tinh thần phấn đấu, suy nghĩ lạc quan, bản mệnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thậm chí còn tiên phong trong tập thể, được mọi người yêu mến ngưỡng mộ. Nhờ có chính tài che chở, nên lộc đang vượng phát, tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt. Quý Mão sẽ không còn phải trải qua cảnh chi tiêu eo hẹp, trái lại,
không phải đắn đo quá nhiều, tài chính cho phép nên muốn làm gì cũng tự tin hơn. Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập đảm bảo từ công việc chính, hơn nữa công việc trong tháng này có nhiều tiến triển tốt, nên rất có thể bản mệnh còn nhận được các khoản thưởng, hoa hồng, phụ cấp vượt chỉ tiêu hậu hĩnh. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra những lựa chọn sáng suốt và quyết đoán, sẽ mang lại thành quả lớn, các đơn hàng ra vào thường xuyên, tuổi Mão không chỉ kiếm lợi cá nhân mà còn mang lại công việc làm cho người khác. Tháng có tử vi tinh chiếu rọi, tham vọng làm giàu của bản mệnh lại càng thêm hăng say, trong những tình huống cấp bách đòi hỏi sự nhanh nhẹn, tuổi Quý Mão luôn đáp ứng được, vì thế bạn có thể nắm bắt tình hình đưa ra quyết định đầu tư phù hợp, gặt hái thành công rực rỡ hơn những người khác. Dù vậy, đương sự cũng đừng quá tham lam mà mù quáng, nhất là vội chạy theo cái lợi trước mắt, làm việc gì cũng cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng để tránh bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Xét về phương diện tình cảm, tháng này, những người tuổi Quý Mão còn độc thân sẽ có cơ duyên gặp vận đào hoa, tuy nhiên chưa thật sự rõ ràng, hãy chậm rãi tìm hiểu đối phương nhằm xác định liệu đây có phải là đối tượng phù hợp. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 10 âm lịch. Phương diện công việc trong tháng 10 của các bác tuổi Quý Mão sẽ tương đối có nhiều thử thách, tuy nhiên, nhìn chung bản mệnh không cần phải quá lo lắng vì mọi việc vẫn nằm trong mức có thể giải quyết được. Tử vi tháng 10 năm 2024 tuổi Quý Mão âm lịch, vận trình sự nghiệp của bản mệnh phát triển không theo kế hoạch nên các bác cảm thấy lo lắng, Quý Mão có thể vấp phải sự lộn xộn về giờ giấc, thời gian, công việc gây ảnh hưởng đến kế hoạch chung nên có sự sắp xếp khoa học hơn, nên chia sẻ rõ ràng quan điểm cá nhân nếu muốn giành được sự tán thành của những người xung quanh mình. Dù bản thân là người có năng lực, nhưng chỉ vì một số vướng mắc mà mệnh chủ không phát huy được, thậm chí còn có cảm giác bị tù túng, không làm được việc gì khi đối mặt với áp lực. Thiên tài xuất hiện che chở để giúp tuổi Quý Mão thoát khỏi khó khăn tài chính, thế nhưng đi kèm theo đó là một số cái bẫy mà các bác cần tỉnh táo để nhận diện. Cuộc sống gây nhiều áp lực cho bản mệnh về tài chính, cho dù bạn có nhiều tiền, nhưng có nguy cơ liên quan đến tranh chấp, giải quyết các vấn đề nợ nần mâu thuẫn tiền bạc. Đối với những người đang có kế hoạch đi du lịch hoặc công tác xa nhà, cần đặc biệt lưu ý thận trọng về vấn đề đi lại vì sẽ dễ có tai nạn huyết quang. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch cũng được dự đoán sẽ mang đến nhiều cơ hội trong công việc cho tuổi Quý Mão. Tuy nhiên bản mệnh nên lưu ý, không nên thể hiện nổi bật quá mức để tránh gây nên sự đố kỵ bị kẻ tiểu nhân quấy phá. Có thể nói, phương diện sự nghiệp của con giáp tuổi Quý Mão tháng này sẽ tràn đầy may mắn, mọi nỗ lực của mệnh chủ được đền đáp và chinh phục đến những nấc thang quan trọng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng, thì người tuổi Quý Mão có thể lựa chọn thời điểm này để tiến hành. Những khó khăn ban đầu vẫn có thể khiến tín chủ nao lòng, nhưng cuối cùng các bác vẫn thực hiện được thôi. Với những ai chọn con đường có phần nhiều trở ngại hơn thì cũng đừng vì bất cứ điều gì mà bỏ cuộc. Chỉ cần bản mệnh quyết tâm thực hiện đến cùng thì năng lực của các bác sẽ được khẳng định. Với những ai đưa cho mình lời khuyên, gợi ý, đừng vội vàng bỏ qua. Nhất là đối với những ai đã có kinh nghiệm tương tự như tín chủ thì việc họ chia sẻ kinh nghiệm là thực sự quý giá, Quý Mão cần ghi nhận. Về vận trình tài chính, có thể khẳng định rằng may mắn sẽ mỉm cười với Quý Mão trong tháng 11 âm này. Bản mệnh sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền hay ho giúp bản thân chinh phục kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Tài lộc tháng này khá dồi dào, những ai đang kinh doanh liên tục có đơn hàng, mọi việc khá triển vọng và bạn càng nuôi thêm nhiều tham vọng mới. Quý Mão có biết, vì các bác thích đi giúp đỡ người khác nên các bác thuộc con giáp tốt bụng, sẽ được quý nhân phù trợ cuộc sống sung túc. Nhưng bên cạnh đó vẫn có dấu hiệu hao tài, tiền có thể về đó nhưng tín chủ phải tiêu xài mua sắm khá nhiều, có nhiều việc phát sinh ngoài dự kiến. Cuối cùng thì Quý Mão không tiết kiệm được nhiều, cho dù tưởng rằng mình đã có thu nhập tăng thêm rồi đấy, những khoản đầu tư lúc này có vẻ hứa hẹn đấy. Nhưng nếu mệnh chủ thích thì nên đầu tư nhỏ thôi, vì các bác không thể nào lường hết được những rủi ro tiềm ẩn của việc này. Tình cảm của tuổi Quý Mão sẽ thăng hoa trong tháng này, người độc thân gặp được đối tượng trong mộng, nói chuyện tâm đầu ý hợp, tình cảm tiến triển rất nhanh. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 12 âm lịch. Tháng cuối cùng của năm 2024, vận khí của tuổi Quý Mão sẽ có thêm nhiều khởi sắc, tài chính, sự nghiệp đều có điểm tiến triển khá tốt, tuy nhiên không nên chủ quan mà cần cố gắng nỗ lực nhiều hơn. Bước sang tháng 12 năm 2024 âm lịch, tuổi Quý Mão được dự đoán sẽ đạt được những bước tiến triển lớn trên con đường sự nghiệp. Vận khí ít họa nhiều phúc, dù theo đuổi ngành nghề nào cũng sẽ dễ dàng thăng tiến trong tháng này. Có nguyệt lệnh lâm đất trường sinh hỗ trợ, công việc tiến triển thuận lợi,
chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có thu hoạch nhất định, thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Đây cũng là tháng thích hợp để ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch quan trọng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn khi đang vượng cát khí. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, xây dựng có thể mạnh dạn triển khai dự án mới đều thành công tốt đẹp, nhưng nên nhớ làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể. Thời điểm trước Tết nên đặt nền móng vững chắc để chuẩn bị cho kế hoạch chính khi ra Tết, đừng vội tiến hành một cách mù quáng, kẻo nhận lấy thất bại. Đây cũng là tháng bản mệnh khá vượng vận quý nhân, thường được hỗ trợ về nhiều mặt. Thông qua đó cũng có thể nâng cao giá trị của mình khi có thêm sự hậu thuẫn của sao tả phù. Nếu có cơ hội được tham gia những cuộc hội họp, hội thảo hoặc công tác, Quý Mão nên nhiệt tình nhận nhiệm vụ. Bởi đó sẽ là môi trường để bạn được gặp gỡ những người giàu kinh nghiệm trong chuyên môn và được chỉ dẫn nhiều kinh nghiệm quý giá. Không thể không nhắc tới khả năng hòa hợp với mọi người của các bác Quý Mão trong tháng này. Vận khí lên cao giúp bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ hài hòa tốt đẹp ở mọi chức vụ, mọi hoàn cảnh. Đây là thời điểm thích hợp để tăng cường giao tiếp, mở rộng mạng lưới sẽ có lợi cho công việc về sau. Tài lộc của người tuổi Quý Mão cũng nhận được sự che chở của nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh, nên khởi sắc rực rỡ là điều đương nhiên. Đây là tháng cận Tết, thu nhập tăng tiến nhanh chóng và đến từ nhiều nguồn, giúp tâm trạng của con giáp này vô cùng hân hoan. Với người làm công ăn lương, mệnh chủ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, nhờ thế mà mức đãi ngộ cũng cao hơn, cuối năm là lúc mà tiền lương tiền thưởng được trao. Tài vận tăng tiến cũng không quá bất ngờ, chỉ cần Quý Mão tập trung làm tốt việc của mình, thù lao nhận về sẽ vô cùng xứng đáng, nếu có thời gian rảnh thì giúp đỡ mọi người. Các mối quan hệ xã giao nhờ vậy cũng được cải thiện trông thấy, các bác không còn phải đau đầu xử lý những rắc rối thị phi không đâu. Người làm ăn kinh doanh cần nắm bắt cơ hội để hốt vàng hốt bạc ở thời điểm Tết đã đến gần này, thị trường đang rất sôi động, bản mệnh có thể sẽ có một tháng tất bật với hàng Tết. Hàng hóa lưu thông tốt, nhưng đồng thời sức cạnh tranh cũng tăng cao, điều này đòi hỏi bạn phải có sự nhạy bén và tinh nhanh để tìm ra hướng đi phù hợp. Tháng này sẽ mở ra nhiều cơ hội làm ăn hợp tác đầu tư, dù vậy các bác cũng nên hết sức thận trọng kẻo va chạm với tiểu nhân ganh ghét, hùn hạp nên chú ý trong khâu chọn người. Đừng quên hung tinh thiên cầu vẫn rình rập, có thể gây hại cho tín chủ bất cứ lúc nào, mua sắm Tết nên có chừng mực để tránh tình trạng lạm chi. Về sức khỏe, các bác sẽ dễ gặp phải tình trạng mệt mỏi, suy nhược và chán ăn. Đây là khoảng thời gian bản mệnh nên chăm sóc quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Nếu có thể hãy cố gắng học hỏi một môn thể thao nào đó nhằm vận động nâng cao sức khỏe, quý cô bác anh chị nhé. Lời nhắc cải mệnh dành cho tín chủ trong 6 tháng cuối năm 2024. Cơ hội dành cho người có chuẩn bị, nhưng vẫn dựa trên cơ sở tín chủ có nỗ lực hay không, và nỗ lực ấy một phần lại nằm ở việc biết quản tốt cái miệng của mình. Mệnh tốt hay xấu, một phần bắt nguồn từ cái miệng, miệng có thể tích phúc tăng phú quý, cũng có thể làm tổn hao phúc báo. Dẫu phúc khí lớn hơn nữa cũng sẽ vì thế mà mất đi, mệnh không tốt thì hãy thử xem lại cái miệng của mình, quản tốt cái miệng thì cũng sẽ giữ được phúc phận bản thân. Có câu cổ ngữ rằng, bệnh theo miệng mà vào, họa theo miệng mà ra, nói nhiều quá rất dễ gây chuyện thị phi. Rất nhiều người mệnh không tốt là vì nói quá nhiều, hơn nữa nói không suy nghĩ, không để ý đến hoàn cảnh có thích hợp hay không. Nói chuyện tùy tiện không chú ý chừng mực, không phân biệt thân quen hay xa lạ, với ai cũng chẳng kiêng kỵ e dè, lại còn tự khen mình là tính tình chân thật. Thực ra, nói năng tùy tiện không phải là vì tính tình chân thật, mà là biểu hiện của sự thiếu tinh tế trong giao tiếp, im lặng đúng lúc rất quan trọng, việc chưa chắc thì không nên nói bừa. Cũng không nên chỉ vì một chuyện còn con mà tranh cãi đỏ mặt tía tai, bạn bè dẫu tốt đến đâu, quan hệ dẫu thân mật thế nào, thì cũng không được khoa tay múa chân can thiệp vào cuộc sống của người khác. Nhất là trong vấn đề tình cảm, chớ tự coi mình là người chỉ đạo của bạn bè, với bạn bè bình thường chớ nên động một chút là dốc bầu tâm sự, thổ lộ hết mọi chuyện trong lòng. Có lẽ điều bạn coi là nghiêm túc, thì với người khác lại giống như trò cười, quản tốt cái miệng của mình, học cách im lặng đúng lúc, vậy mới giữ được phúc khí. Vâng, quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã theo dõi hết chương trình của Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay, kính chúc quý vị và gia đình có nhiều sức khỏe, thành công, vạn sự hanh thông. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.